piano, cái này không phải là cái piano điện nha mọi người, nó là cái piano cơ. Và bây giờ mình sẽ nghe tiếng từ trực tiếp từ cái piano cơ, không qua hệ thống loa. Tiếp hay là mình phát qua hệ thống loa thì âm thanh nó sẽ rất là đồng nhất và đây như nhau hết.